Thời điểm này, các nhà vườn Long An đang chuẩn bị thu hoạch trái cây phục vụ thị trường Tết nguyên đáng. So với năm 2021, bà con đã chủ động giảm sản lượng vì sợ gặp khó về đầu ra, bởi tác động của dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để phục vụ thị trường Tết, ngay từ tháng Tư âm lịch, ông Đỗ Tấn Bình, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ đã bắt đầu dưỡng cây, xử lý cho dừng bưởi hơn 6 năm tuổi ra quà, đồng thời tích cực chăm sóc để đem ra thị trường những trái bưởi đẹp, chất lượng để chưng Tết, đáp ứng nhu cầu của bà con. Nông dân thì mỗi năm chỉ trông chờ giờ cho vô ngày Tết, đặng cái thị trường tiêu thụ nó nhiều quá. Thì cho nó, nó nhích giá lên cho nông dân mới có lợi nhuận đỡ hơn bình thường bắt đầu vào tháng tư là mình lo tỉa cành tạo tán rồi bắt đầu xử lý dinh dưỡng á mình lấy bông cái đợt đó cho nó trái nó hơi nhiều Đang mình bán buổi tết dù Tết năm rồi, ông Bình thu hoạch 4 tấn bưởi vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Nhưng năm nay, lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng sức mua nên ông đã chủ động giảm sản lượng bưởi Tết một nửa, chỉ còn 2 tấn. Giờ dịch bệnh, là cái nhu cầu chắc cũng hơi kém hơn. Như thế dụ năm rồi, bưởi mà chân bưởi đẹp à, là từ 35, 40, thì nay nó khoảng 25, 30 ngàn. Cỡ đó chứ cao hơn nữa là khó bán. Hơn 3 năm trước, anh Phạm Nhân Danh chuyển đổi từ trồng màu sang trồng bưởi. Với 0,8 hectare, anh trồng 370 gốc bưởi da xanh. Dương bưởi được thiết kế khoa học, thông thoáng, dễ chăm sóc, cộng với việc nắm dẫn kỹ thuật nên cây bưởi phát triển tốt. Sau thời gian đổ giống liến vào đây với khoảng 450 triệu đồng, nay cây đã cho thu hoạch lứa trái đầu tiên vào đúng dịp Tết trong niềm vui phấn khởi của gia đình. Dự kiến vụ này, sản lượng bưởi đạt 2 tấn, do giá bán 25.000 đồng một ký, gia đình thu về 50 triệu đồng. Được vậy cũng mừng, dịch bệnh mà, tình hình chung mà, giờ cái gì nó cũng rẻ hết. Nói chung là trồng bưởi thì vẫn cũng mấy ngàn này cũng có lời rồi. Tổng diện tích cây ăn trái thu hoạch đợt Tết trong toàn tỉnh dự kiến khoảng 2.000 hecta, chủ yếu là xoài, bưởi, khóm, dưa hấu. Sau một năm làm lụng giấc giả, người nông dân nào cũng mong vườn cây ăn trái của mình trúng mùa được giá để đón một cái Tết vui tươi, trọn vẹn.